Chào các bạn. Bữa mình làm clip thử thách 24 giờ sinh tồn ngoài đường á. Clip đó mình có sử dụng cái bộ đánh lửa. Cái đồ đánh lửa thôi. Tại vì trong cái hộp này đó bạn. Có nhiều bạn yêu cầu mình review nên hôm nay mình sẽ làm clip là review nguyên cái hộp này luôn nha. Đây là cái hộp mình mua giá là 250k các bạn. Mình mua trên Shopee. Các bạn nào muốn mua thì cứ lên Shopee gõ hộp sinh tồn rồi ra, rất là dễ tìm. Hôm nay mình sẽ review tất cả các dụng cụ trong cái hộp 250k này nha. Hồi trước là mình đã từng review cái hộp SOS 100k rồi. Các bạn nào chưa xem thì cứ nhấp vào link ở phần mô tả để xem nha. Hôm nay mình sẽ review hộp 250k. Hộp này là nhiều đồ hơn các bạn. Hiện tại là mình đang ở bờ sông đó bạn. Chỗ mà bữa mình đốt lửa nè. Mùa này nước cạn queo luôn. Nước này bắt cá là khỏi chơi luôn các bạn. Cái hộp SOS này là giá là 126k. Lúc trước là mình đã có review rồi, với bạn nào chưa xem thì nhấn vào link trong phần mô tả nha. Hôm nay mình chỉ review cái hộp 250k thôi. Hộp này thì nó bằng ngũ nha các bạn. Hộp 100k là nó bằng nhôm, bằng sắt gì đó, còn hộp này bằng ngũ. Đó, kéo về hết luôn. Mở ra. Bên trong nó là một tấm bạc ngủ các bạn. Đây có hình cái ông ngủ nè. Tấm bạc này để mình trùm mình ngủ, mình giữ nhiệt á, không bị lạnh. Rồi còn đây là cái đồ đánh lửa, kim luôn, cái cây hước luôn nè. Còn đây là một cái dây cột. Chắc đây cột rồi, nó hay gích cái gì đó lợi các bạn. Nhưng mà đây là một cái dây cột nè. Còn đây gì ta? Giống cái đồng hồ quá, mở coi cái gì trong đây nha. Một cái la bàn. La bàn mà có cái độ rồi hướng gì nữa là các kiểu là điểu luôn mấy bạn ơi. Nó luôn quay về hướng của mình. Một cái la bàn có cái nắp đậy rất là đã luôn. Rất giống một cái đồng hồ. Rồi đây là một cái càng, một cái còi. Quá lớn luôn các bạn. Hỏi cái sức mình hỏi rất là nhẹ luôn mà nó vẫn kêu rất là lớn. Nói chung là một cái còi kêu cứu các bạn. Ví dụ từ xa mà thấy người ta, mình sẽ kêu lên cho người ta chú ý mình. Chứ mình mà dạng như mà nói chuyện hết nổi rồi, nhưng mà hỏi nhẹ vẫn hỏi được. Vẫn được. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có là một cái móc các bạn. Đây, đây là kim móc luôn nè. Dạng như mình móc vô một cái gì đó, hoặc là teo bên hông lưng quần gì nữa nè. Một cái đồ móc. Kêu luôn một con dao. Một cái đồ dắt bên hông nữa nè. Một con dao. Đây mình test thử ra bán không nha. Cắt thử ra lá chuối ra đứt không? Không, không đứt ra. Dao mà cắt không đứt là cắt dục luôn quá. Đây, đứt liền. Dao mà cắt lá chuối không đứt thì chắc chết. Con này nói chung là con này gọt trái cây mình thấy là ok các bạn. Rồi dính mũ luôn. Nói chung là con dao này mình nghĩ là cứa dính vừa vẫn đứt luôn các bạn. Đứt được luôn á, nếu như mình ngồi cứa là đứt luôn á. Nhưng mà đây là con dao chủ yếu là để cắt dây rồi gọt trái cây các kiểu thôi nha, dao nhỏ mà. Rồi tiếp theo sẽ là mình nghĩ đây là một cái đèn pin đó mấy bạn. Cái pin đâu có đèn. Hình như chưa có pin hay sao á. Nó trôn mình ghê luôn mấy bạn. Cái đèn pin sinh tồn mà cái hộp này mình đem vô gần đã đời, cuối cùng không có pin thì lấy gì đâu mà sinh tồn. Đáng lòng thiệt, nói chung là cái đèn pin này không có pin nha. Tình hình là nãy giờ là mình đi hết mấy cái tiệm tạp hóa luôn các bạn. Không có ai bán pin mà vừa được cái lỗ này hết. Tại là pin loại này là lớn nhất rồi. Có pin loại chà bá luôn chứ không thể nào mà kiếm được cục pin này mà nhét vừa cái lỗ này luôn. Ở mà sẽ lấy được cục pin này, mình sẽ gắn vô thử coi được hay không nha. Nói chung là mình thấy nó khá là lỏng. Mình ghi chắc được quá. Nó lỏng nhưng mà chắc được. Thử cái coi. Đây đây vẫn được. Nó vẫn ra đèn đó các bạn. Rất là sáng nha.
Nói chung là shop nó bán cho mình cái đèn pin nhưng mà mình phải tự mua pin nha các bạn. Sử dụng pin này nè. Ok, tiếp theo sẽ là cái gì đây ta? À, một cái đèn nhỏ, một cái đèn pin nhỏ quá. Nói chung là một cái đèn pin không cần sáng lắm để nhìn thấy đường sơ sơ thôi nè. Đó. Móc khóa. Rồi đây là một cái cây viết, cây bút. Có một cái đầu nhọn ở đây, không biết để làm cái gì. Vải. Cây viết thiệt hả ta? Cho mày cái viết chỉ ta. Viết nhật ký trong rừng. Nhật ký là mình đã đi lạc bao nhiêu ngày hả? Ừ. Cái viết thiệt luôn các bạn ơi, để mình kiếm cái gì mình viết đây, viết trên tay luôn nè. Trời ơi, cái viết thiệt. Hép. Hép. Cây viết này mình nghĩ để viết vô cây là cứu tôi hay gì đó. Vô gần cho cái viết làm gì ta? Một cái viết, một cái đầu nhọn. Chắc mình đã dành là giống mấy cái phim mà Tên Đảo Hoang các bạn. Mình lụm được một cái chai, sau đó mình viết chữ ớt ở ớt hay là chữ hép gì đó, bỏ vô cái chai sau đó quăng dưới nước các bạn. Nó nhìn nó cho mình cái viết để ghi tín hiệu cầu cứu quá. Nói chung là khá là gắt. Rồi cái túi da này là một cây hước nữa nè, bảo đảm luôn. Đây, một cây hước rồi kim cái luôn, cái đồ cưa rồi cái đồ khui bia rồi cái đồ khui nắp hộp, nắp sơn gì đó. Mở ra giữa hộp 100k luôn. Còn đây là lại tiếp tục là cái dây cưa huyền thoại nè mấy bạn. Dây mà mình cưa đổ vào hơi hộp luôn á. Đây, mình sẽ tháo nó ra. Bung lụa nó. Đây, một sợi dây cưa giống cái hộp 100k luôn. Để mình cưa thử nha. Hôm nay mình sẽ thử cưa cái nhánh nhánh cây dừa nha. Cái dừa quá đơn giản luôn anh ơi. 5 giây. 5 giây. Cây chuối nè. Cây chuối chắc còn nhanh nữa. Cây dừa 5 giây thì cây chuối chắc 2-3 giây à. Nói chung là nó cưa khá là bán nha các bạn. Quá dữ luôn. Anh em chờ kiếm co nha. Ok chưa? Hẳn dây ra nha. Anh kỹ qua kỹ lợi nha. Từ từ anh kỹ qua cái em kỹ lợi nha. Anh chịu đâu qua tới em rồi em mới kỹ lợi. Ở chuẩn bị nè. Rồi, được rồi, nửa cây được rồi, tay đụng đắt luôn rồi. Nói chung là cái đầu cưa này là hai người nghĩ là rất là nhanh luôn các bạn, bảo đảm luôn á. Nói chung là theo đánh giá của mình là cái bộ cưa này là nó khá là bán luôn các bạn. Bán hơn cái bộ 100k lúc mình cưa luôn á. Cưa cảm thấy là cưa là nhanh hơn, nhẹ hơn nữa. Rồi ok, bây giờ mình sẽ test hai cái cuối cùng, đó chính là cái bộ đánh lửa và cái tấm bạc ngủ này nha. Mình sẽ đánh lửa trước nha. Để đánh lửa thì mình chỉ cần lấy một ít bùi nhồi. Bùi nhồi của mấy cái cây chuối hay là bùi nhồi của cây dừa gì nữa các bạn. Đánh lửa rất là tốt. Nói chung là nó càng bùi nhồi mà nó càng khô thì càng ok. Đây mình sẽ quất tại đây luôn. Cái bộ đánh lửa của hàng 250k này nó rất là lớn các bạn, rất là dễ đánh nữa. Cái cây rất là lớn, rất là dễ cầm. Còn cái bộ của hàng 100k rất là khó đánh. Đó, mới đánh tí thôi, thấy ra lửa kìa, nó tắt rồi. Trời ơi, tắt rồi, chị kỳ. Để mình gom cái đám bùi đường nhỏ. Rồi, chạy, quá đơn giản. Rất là đơn giản luôn các bạn. Vậy là có lửa. Trong đây chành nè. Dập lửa, cháy rừng. Nói chung là cái đồ đánh lửa này đánh lửa khá là tốt luôn các bạn. Mình cảm nhận là đánh lửa rất là ngon vì nó lớn nè. Cầm rất là dễ đánh nữa.
Còn cái bộ đồ đánh lửa của thằng 100k bữa mình đánh lôi bán họng luôn. Nó quá là nhỏ. Để mình lấy cho các bạn xem nha. Đây là cái đồ đánh lửa của thằng 100k. Nó nhỏ xíu rồi các bạn. Thấy không mấy bạn, thấy một trời một vực không? Càng nhỏ thì càng khó cầm và đánh lửa nó ra không có lớn nữa các bạn. Còn cái cây lớn cái đánh lửa, cục lửa ra rất là mạnh, rất là lớn. Nói chung là lớn là đánh vẫn ngon hơn nha. Rồi mình sẽ test cái cuối cùng, chính là cái giấy bạc nó dành ngủ nữa các bạn. Nó giữ ấm rất là tốt á. Nói chung là đây là một của tờ giấy ngủ sinh tồn á. Để mình gỡ ra nó có gì trong đây. Wow. Wow. Bự dữ má, dài dữ hả? À? Ê giờ nó dài cỡ 1m8 luôn các bạn, 1m8 2m luôn á. Thẳng tay mình luôn nè. Rất là dài. Dài hả ta? Như Batman vậy hả? Như siêu nhân vậy. Đây, đây rồi. Dậy ngủ hả? Nói chung là trộm lại ngủ để cho nó giữ nhiệt các bạn. Một tấm giấy bạc rất là lớn nha các bạn. Rồi giờ sao gấp lại ta? Gỡ ra được là ngủ được một lần thôi, gấp lại là lần rất là khó luôn á. À vậy mình kết thúc video đây nha các bạn. Video hôm nay là mình review cái bộ dụng cụ sinh tồn 250k mua trên Shopee. Nói chung là tiền nào của nấy các bạn, bộ 250k là sử dụng là rất là ngon. Ngon hơn hẳn cái bộ 100k luôn, cái nào cũng ngon hơn hết á. Dao kéo đến là đánh lửa hay là bộ ngủ gì cũng đều rất là ngon. À các bạn xem hết video này, nếu thấy hay thì nhớ like và chia sẻ video giúp mình. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ và làm những clip khác. Tạm biệt các bạn. Rồi cái này sao dẹp ăn? Vậy không biết sao dẹp quấn vậy hả? Quấn vậy nó còn bự nó sao nhét. Bởi vậy sao dẹp cái hộp được? Anh ship mà vô chọn. Cái này là phải cho mấy thằng nào mà nó cực kỳ siêng năng mấy bạn. Ngồi là ngủ xong là phải ngồi ship lại cho mày nãy cho nó mới nhét vô cái hộp được. Chứ vậy sao dẹp? Bỏ tay luôn. Bỏ dọn đồ, dọn chiến trường thôi.